Vikalavu sana veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapochana vechamani sikkhapadang samadhiya mi, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacca yita và đi ta vi su ka đa sa na ma la gan thi đề ba ta dha ra na man đa na vi phu sa na tha na ve ra ma ni sa kha ba đăng sa ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch. Trang điểm đức. Nacagita wa dita visu kadasana ma la gan tawi le panatha chana man dana vifu sanatha na we chama ni sama diya đệ tử nguyện giữ kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Úc già xe nà, ma hà xe nà, về ra mà nì xe khả bà đăng sa mà đi già mì, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha sayana maha sayana vechamani sikkhapadang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Imang athang gassamman nagatang buddhapanyattang upo satthang imang charattin imang chadivassang sammadeva afirakittung sammadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạt quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atasi kha badani ubo sasi ulase na chư Phật tử đã thọ tam quy và bác quan trai giới chân chân nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên như vui. Amaphante, chúng con xin thành kính phụng hành. Si lên a su ga tan yan ti si lên a pho ga sam ra si lên ni pu tan yan ti tas ma si lang so tha ye người giữ giới hằng được phu túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thu lành thay. Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng,
cho chúng con vô lượng an lành, quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân Phật tác thành thân duyên, gieo trọn niềm sám hối. Những hành lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung. Người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người cầu xin cho quá có tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ sa thủ lành thai lành thai. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ ngài Tuệ Siêu, con thành kính đảnh lễ đại đức Tuệ Tri, con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức. Và dạ, sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và dạ, kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Ma. Nam mô Sang Kha. Dạ cảm ơn quý sít. Dạ con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh và kính cảm ơn sít Huệ Ngọc. Nam mô Bụt Thầy, đây là chương trình Phật Pháp Bồ Đà Tham Má trên Banh Thoát. Mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối, Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020 Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng bài 52 kinh Bát Thành Athaka Nagara Sutta, phân đoạn 253 đến 255 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp theo chương trình, con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chúng tăng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta bước qua bài kinh mới là bài kinh Bát Thành. Tên bài kinh này lấy theo cái địa danh là Athaka Nagara, là cái thành phố Athaka. Nhưng mà vì cái bài kinh này nói đến một thị dân, tức là một người sống ở trong thành Athaka, cho nên gọi là Athaka Nagara. Quý vị chú ý chữ Nagara, Nagara là thành phố. Mà nói là dân thành phố đó thì phải là Nagara. Nhưng có cái điểm đặc điểm gì cho nên chúng ta nhìn cái tên, cái chữ để chúng ta biết muốn nói cái gì rồi. Cho nên dịch là Bắc Thành thì chữ Hán dịch như vậy nhưng mà nó không có chính xác.
Nhưng mà chúng ta nói là thành na, thành Ataka cũng không có đúng nữa. Bởi giữa Nagara, Nagara có nghĩa là thị dân. Thành Ataka, chúng ta nói thị dân thành Ataka. Thì ở trong cái bài kinh này, gia chủ Dasma là một người sống ở thành Ataka, đi đến tôn giả Ananda và hỏi tôn giả Ananda một câu rất là thú vị. Có chăng cái pháp độc nhất Ekathammo được Đức Thế Tôn giảng dạy cho một, để một vị tỳ kheo nhất tâm cầu giải thoát, lấy đó là phương châm tu tập? Thì câu trả lời của tôn giả Ananda cũng rất thú vị, và tôn giả đã nêu một pháp với 11 trường hợp khiến cho gia chủ Dasaka rất là hoan hỷ. Khi nói đến một pháp thì ở đây Đức Thế Tôn ngài dạy là vị tỳ kheo gặp bất cứ trường hợp gì cũng suy tư, đây là pháp hữu vi. Cái gì là pháp hữu vi? Thời cái đó là vô thường, chịu sự đoạn diệt biến hoại, cứ vậy thôi, cứ quán ở đó. Nhưng mà ngài lại dẫn chứng thêm là về tỳ kheo đắc được sơ thiền, quán cái sơ thiền là vô thường, đắc nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, quán nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là vô thường. Vị tỳ kheo an trú tâm từ bi hỷ xả, quán từ bi hỷ xả là vô thường. Vị tỳ kheo chứng trú không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, vì đó quán thấy cái đó là pháp hữu vi, là vô thường. Thì như vậy nó, nếu nói một pháp thì là quán sát, quán xét pháp hữu vi là vô thường, đó là một pháp. Mà quán xét cái gì, quán vô thường cái gì? Quán vô thường 11 trường hợp, 4 thiền chứng sắc giới, 4 vô lượng tâm được an trú, và 3 thiền chứng vô sắc giới. Không nói đến phi tưởng vi tưởng, vì phi tưởng tâm đến nó quá tinh vi, nó vi tế, cho nên không thấy, không quán thấy vô thường được. Thì đây đại khái chúng tôi trình bày như vậy để gửi cho giảng sư nói thêm. Và bây giờ thì xin mời cô Phong Lan đọc cho chính kinh bài học, rồi sau đó xin cung kính thượng tọa Pháp Tân giảng sư trong ngày hôm nay thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thụ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Sau đây con xin được đọc kinh văn và cảm ơn quý sít. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 52 kinh Bát Thành
Adhaka Nagara Sutta, phân đoạn 253 đến 255 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Bài 52 Kinh Bát Thành. Adhaka Nagara Sutta 253 đến 255. Tên bài kinh được đặt theo địa danh Adhaka Nagara, nơi Đức Thế Tôn thuyết pháp loại này, thoại này. Nơi Đức Thế Tôn thuyết pháp thoại này, bản dịch tiếng Việt có tựa đề là Kinh Bát Thành, là một cố gắng dịch danh từ riêng của địa danh. Adhaka là 8, Nagara là thành phố, hai từ cộng lại dịch là Bát Thành. Mặc dù cách dịch danh từ riêng này đã có từ xưa như Sutho Đá Ná là tịnh phạn, Rajagaha là vương xá, nhưng ở đây xin đề nghị giữ nguyên tên Adhaka Nagara vì hai lý do. Trước nhất, khi nói Kinh Bát Thành có thể dễ bị hiểu sai là kinh nói về tám thành tựu gì đó. Thứ nữa là thường danh từ riêng không nên dịch, thí dụ thành phố Rio de Janeiro không nên dịch là thành phố con sông tháng giêng. Adhaka Nagara là một thị trấn gần Bát Ná, hiện nay không còn biết đích xác thuộc địa phương nào. Gia chủ Dasama đến diện kiến tôn giả Ananda với một câu hỏi thú vị: có chăng pháp độc nhất Ekathamo được Đức Thế Tôn giảng dạy để một tỳ kheo nhất tâm cầu giải thoát, lấy đó làm phương châm tu tập? Câu trả lời của tôn giả Ananda cũng đặc biệt thú vị, vừa trực tiếp thu gọn vào một điểm, vừa quản diễn để không cục bộ, nhưng không xa với câu hỏi. Tôn giả Ananda là thị giả của Đức Thế Tôn, xuất thân là một hoàng tử dòng Thích Ca, lại cùng tuổi với Đức Phật, nhưng vị này luôn thể hiện sự tận tụy của một học trò, tràn đầy thương kính với bậc đạo sư, là một người có trí nhớ siêu phàm. Chính tôn giả là người trực tiếp lãnh trách nhiệm trùng tuyên và kết tập phần lớn Tam Tạng giáo điển. Gia chủ Dasama là một cự phú đến từ Adhaka Nagara. Vị này sau khi hỏi pháp và được giảng giải từ tôn giả Ananda đã thể hiện lòng tri ân với phước sự to lớn bằng cách cúng dường thực phẩm và y cà sa cho tất cả tỳ kheo trong hai thành phố Wesali và Pataliputta. 253. Muốn biết cái độc vô nhị giữa biển học mênh mông của giáo pháp, vì gia chủ này muốn biết một pháp độc nhất có hiệu năng giải thoát cho người chí tâm thực hành. Pháp độc nhất ở đây mang hai ý nghĩa: a, chỉ cần pháp này không cần pháp nào khác; b, dù cho tu đúng, dù cho tu cách nào cũng không thể thiếu pháp này. Kinh văn: như vậy tôi nghe một thời tôn giả Ananda trú ở Vesali Tỳ Xá Ly tại Bê Lú Quá Ga Má Há ấp Trúc Lâm. Lúc bấy giờ gia chủ Dasama người ở thành Adhaka đến tại Pataliputta, thành Ba La Lị Phất có công việc. Rồi gia chủ Dasama người ở thành Adhaka Bát Thành đi đến Kutarama kê viên, đến một tỷ kheo đảnh lễ vị này rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, gia chủ Dasama người ở thành Adhaka thưa với tỷ kheo ấy: bạch tôn giả Ananda nay ăn trú ở đâu? Chúng con muốn gặp tôn giả Ananda. Này gia chủ, tôn giả Ananda nay ở Vesali tại ấp Bê Lú Quá Ga Má Cá. Rồi gia chủ Dasama người ở thành Adhaka sau khi làm xong công việc ở Pataliputta liền đi đến Vesali ấp Bê Lú Quá Ga Má Cá. Đến tôn giả Ananda, sau khi đến đảnh lễ tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, gia chủ Dasama người ở thành Adhaka thưa với tôn giả Ananda: bạch tôn giả Ananda, có pháp độc gì do Thế Tôn bậc tri giả kiến giả bậc A-la-hán chánh đẳng giác tuyên bố, nếu có tỷ kheo nào không phóng dật nhiệt tâm tinh cần sống hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, hay các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, hay pháp an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt? 254. Chỉ có một nhưng không phiến diện.
Bản thân của tôn giả Ananda là một bậc đa văn, ngài không thể trả lời cục bộ phiến diện mà cũng không thể tìm ra một pháp độc nhất trong nhiều pháp môn được Đức Phật giảng dạy. Ngài khéo léo nêu lên 11 cánh cửa giải thoát, 4 thiền, 4 phạm trú, sắc không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, được dùng làm cơ sở để thắp sáng tuệ giác, đạt đến quả vị vô lậu giải thoát. Tất cả 11 sở chứng đó đều có chung một mẫu số là nhận thức bản chất kết cấu do duyên, do tư niệm tạo thành, vì thế bị vô thường biến hoại. Hiểu và thấy như vậy, vị ấy có khả năng buông bỏ những gì đã chứng đắc, không bị sở chứng cột trói. Nhận thức đó là pháp độc nhất Ekathamo. Theo sớ giải thì thiền chứng vô sắc, phi tưởng phi phi sự, tưởng xứ không được kể vì quá vi tế cho tuệ quán. Cũng nên lưu ý là bản dịch tiếng Việt chuyển cụm từ Afisankhatang, Afisankchetajitang là pháp hữu vi do suy tư tác thành, nên dịch là do duyên cấu tạo, do tư niệm tác thành. Tư niệm ở đây chỉ cho thuộc tánh tư, chetana là tư niệm, hay nói cách khác là nghiệp, chứ không phải suy tư thường dùng để dịch chữ quý tắc cá, suy tầm hay săn cắp bá, tư duy. Kinh văn: Này gia chủ, pháp độc nhất cho Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố, nếu có tỷ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Bạch tôn giả Ananda, pháp độc nhất ấy là gì? Do Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố, nếu có tỷ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt. Ở đây này gia chủ, tỷ kheo ly bất thiện pháp chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, vị ấy suy tư và được biết sơ thiền này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm vật sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời vật ấy là vô thường chịu. Vị ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc, và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do quan hỷ pháp này, vị ấy trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc La Hán, chánh đẳng giác tuyên bố, nên tỷ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa được giải thoát, được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an các ách phược chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Lại nữa này gia chủ, vị tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc cho định sanh, không tầm, không tâm, vị ấy suy tư và được biết. Thiền thứ hai này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc, và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, vị ấy đoạn trừ năm phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc tri giả, nếu tỷ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, sống hành trì, vị ấy chưa giải thoát, được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt, được chứng đạt. Lại nữa này gia chủ, tỷ kheo ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm, sự lạc thọ mà bởi gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba, vị ấy suy tư và được biết. Thiền thứ ba này là pháp hữu vi do suy tư tác thành.
Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn bậc tri giả kiến giả bậc La Hán chánh đẳng giác tuyên bố. Nếu tỷ kheo nào không phóng dật diệt tâm tinh cần sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỷ kheo xả lạc xả khổ diệt hỷ u đã cảm thọ trước chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh, vị ấy suy tư và được biết thiền thứ tư này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn bậc tri giả kiến giả bậc A La Hán chánh đẳng giác tuyên bố. Nếu tỷ kheo nào không phóng dật nhiệt tâm tinh cần sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỷ kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy là cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân. Vị ấy suy tư và được biết từ tâm giải thoát này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy do vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn bậc tri giả kiến giả bậc A La Hán chánh đẳng giác tuyên bố. Nếu tỷ kheo nào không phóng dật nhiệt tâm tinh cần sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỷ kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu bi với bi, với tâm câu hữu với hỷ, với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, với an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, không hận không sân. Vì ấy suy tư và được biết xả tâm giải thoát này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự việc gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn bậc tri giả kiến giả bậc A La Hán chánh đẳng giác tuyên bố. Nếu tỷ kheo nào không phóng dật nhiệt tâm tinh cần sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Vị này suy tư và được biết
không vô biên xứ, định này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt, vị ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất cho Thế Tôn bậc tri giả kiến giả, bậc a la hán chánh đẳng giác tuyên bố: nếu tỷ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỷ kheo vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Vị này suy tư và được biết thức vô biên xứ định này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt, vị ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn bậc tri giả kiến giả, bậc a la hán chánh đẳng giác tuyên bố: nếu tỷ kheo nào không dật nhiệt tâm tinh cần sống hành tâm, vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỷ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì chứng và trú vô sở hữu xứ. Vị này suy tư và được biết sở hữu xứ, vô sở hữu xứ định này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt, vị ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn bậc tri giả kiến giả, bậc a la hán chánh đẳng giác tuyên bố: nếu tỷ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt. 255 pháp vị, vị tối thắng. Vị này vô cùng hỷ thỏa mãn với câu nói kinh văn. Khi được nghe nói vậy, gia chủ Đassamá, người ở thành Attaka, bạch tôn giả Ananda: bạch tôn giả Ananda, như người tìm một kho tàng cất giấu, trong một lúc tìm được 11 kho tàng cất giấu cũng vậy. Bạch tôn giả, con đi tìm một pháp môn bất tử mà được nghe một lần 11 pháp môn bất tử. Bạch tôn giả, như ngôi nhà người ta có đến 11 cửa, khi ngôi nhà bị cháy thì chỉ do một cửa người ta cũng có thể thoát ra một cách an toàn. Cũng vậy, bạch tôn giả, chỉ với một cửa bất tử trong 11 cửa bất tử này, con có thể đạt được sự an toàn cho con. Bạch tôn giả, đệ tử các ngoại đạo này sẽ tìm cầu tiền của cúng dường cho vị thầy của mình, sao con lại không cúng dường cho tôn giả Ananda? Rồi gia chủ Đassamá, người ở thành Attaka, cho mời họp tỷ kheo tăng ở Pataliputta và Vesali, tự tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, tặng cho mỗi tỷ kheo mỗi vị một cặp y, tặng cho tôn giả Ananda 3 y và xây dựng một tăng xá trị giá 500 đồng tiền vàng, hay có 500 tăng phòng cho tôn giả Ananda. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Dạ, con đã đọc xong phần kinh văn, con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi hoan hỷ giảng giải về bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt-tha-dạ, Nam Mô Tham-ma-dạ, Nam Mô Sang-kha-dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Tâm Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Đức Tề Trì, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Nhà cảm ơn Đức Tề Trì cho biết đã nghe rõ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài kinh gọi là Bát Thành. Kinh Bát Thành này, như là Thượng Tọa Tề Siêu đã nói khi nãy, nó là những cái người dân ở trong cái ở trong thành. Là kinh Bát Thành thì thường thường là nếu mà mình nghe qua tưởng lầm như là những cái pháp môn tu tập, thì tám cái pháp môn tu tập, tám cái đường hướng, thì thật ra thì trong cái bài kinh này là nói đến những cái thị dân, cái người dân, đặc biệt là cái ông thiền nam tên là Dasama. Thì ở đây đó là cái Athanagara, ở đây đó là một cái gần một cái thị trấn Belugwa Gamaka, thì nó giữa Wesali và Pataliputta. Thì gia chủ Dasama này đó đến để tìm gặp ngài A Nan. Khi mà gặp ngài A Nan để hỏi về những điều ở trong giáo pháp, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng khi mà muốn gia chủ Dasama muốn đến diện kiến ngài A Nan để hỏi rằng một cái câu giống như là có phải chăng là ở trong cái giáo pháp này có một cái pháp độc nhất thôi. Độc nhất do Đức Thế Tôn là một bậc chánh đẳng chánh giác đã thuyết truyền lại như vậy. Thì điều này chúng ta thấy rằng là giáo pháp của Đức Phật đó, là nếu mà chúng ta nói rộng bằng nhiều khía cạnh khác nhau cũng được, và nếu chúng ta nói gọn ngắn gọn cũng được. Ví dụ như là chúng ta nói là Tam Tạng Kinh Điển, hay là Pháp Hành, hay Pháp Học, hay là Giới, Định và Tuệ. Nhưng mà có nghĩa là giống như chúng ta thấy rằng là nếu mà mình nói rằng là một cái đường hướng tu tập á, bởi vì nếu chúng ta nói rộng nó tùy theo khía cạnh, nhưng mà nói hẹp ở đây khi mà ngài A Nan nói là có một pháp là duy nhất để đưa đến, thì điều đó nó không phải là nhìn ở một khía cạnh nào, mà là dựa trên pháp đó mà vị hành giả có tiến triển, có một cái sự thực hành để như là một tiến trình tu tập của một cái vị hành giả. Dựa trên cái pháp đó mà vị hành giả tu tập. Mà ở đây nói là 11 pháp. 11 pháp. Thì chúng ta thấy một điều đó là khi nói đến phương diện quả thật là Phật pháp thì bao la, bao la. Không thể nói rằng mình có thể là học hết hoàn toàn được, và có thể là cái hiểu của cái trí tuệ phàm phu đó thì nó cũng có giới hạn thôi. Cũng có giới hạn thôi. Và đối với giáo pháp á, thì Đức Phật ngài trình bày bằng nhiều cái phương diện khác nhau và nói một cách rộng rãi hay nói một cách ngắn gọn, thì đó không có nghĩa là hoàn toàn, mà là nó chỉ nói một khía cạnh nào mà nó bao gồm. Ví dụ như là mình trong cái đường hướng tu tập á,
giống như chúng ta đọc cái bài kinh cái bài kinh Trạm Xe vậy đó, cũng như là từ ở một cái địa danh này đi đến địa danh khác, rồi chúng ta cũng phải trải qua bao nhiêu cái trạm xe, rồi chúng ta lần lượt, không phải là cái trạm xe thứ nhất là cái mục đích cuối cùng, cũng không phải là cái trạm xe thứ hai cũng không phải là cái mục đích cuối cùng, mà phải đi hết một tiến trình, tức là từ ở giai đoạn này tới giai đoạn khác, cũng như là nói rằng giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, hành lộ, tri kiến thanh tịnh, vân vân. Thì những cái điều đó đó là có thể nói rằng nếu chúng ta thấy rằng là ở trong cái giáo pháp của Đức Phật về phương diện pháp hành, như là một cái vị hành giả tu tập, mình nói những cái việc ở bên ngoài đó, từ cái việc hành thiện, từ bố thí, trì giới, thì chúng ta nghe ra là những cái việc mà chúng ta có thể dễ dàng thực hành, dễ dàng thấy nó làm được hay là không được. Nhưng mà về trên phương diện hành đạo, tức là về phương diện mà thiền tập đó, thì đó là một cái tiến trình rất là đặc biệt. Khi mà Ngài Anan Ngài giải thích ở đây, thì khi mà Ngài Anan Ngài nói đó là Ngài giải thích đó là một pháp độc nhất đó đó, thì pháp độc nhất đó nó là, và chỉ cần một cái pháp đó, không cần một cái pháp khác, không cần một cái nào pháp nào khác. Cái thứ hai nữa, nên là dù tu cách nào đi nữa thì không thể thiếu pháp này. Thì như chúng ta thấy rằng á, ở bên ngoài từ cái thô đến cái vi tế, chúng ta cái mà dễ làm chúng ta làm trước, rồi cái khó làm chúng ta làm sau. Cũng như là trên cái phương diện mà tu thiền cũng vậy, về mức độ ở nội tâm á, thì đó là một cái tiến trình mà chúng tôi nghĩ rằng là nó phải là cái mà vị hành giả dễ dàng làm trước và thành tựu trước, rồi mới lần lượt đi đến những cái sự thành tựu cao hơn, vi tế hơn, và lần lượt mới có thể vượt ra. Và khi chúng ta hiểu rằng ở trong, nói chung cái thân của chúng ta đó là thân của sự tập hợp của ngũ uẩn, hay nói cách khác đó là sự tập hợp của tất cả pháp hữu vi. Pháp hữu vi ở đây đó là những cái pháp gì mà do cái điều kiện, do những cái duyên để trợ tạo sanh ra, và cũng là do cái điều kiện, do cái duyên rồi đưa đến cái sự hoại diệt, thì đó là pháp hữu vi. Thì nhìn lại đó là chúng ta có thân của chúng ta là sắc uẩn, rồi tâm của chúng ta có thọ uẩn, tưởng hành uẩn và thức uẩn. Thì khi mà nói đến tâm á, giữa thân và tâm thì chúng ta cũng, thân thì chúng ta thấy là nó hữu hình, có thể thấy được, nhưng mà tâm thì nhìn ở một mức độ nào đó, ở một cái căn bản nhất, thì chúng ta cũng ít có khi nào, chúng ta cũng thấy là tâm nó có cái hình thức của nó, nhưng mà rõ ràng là tâm nó có một cái sự hoạt động của nó, và do cái các cái yếu tố, các cái điều kiện để trợ tạo, để rồi ở đó ta gọi là tâm thấy biết cảnh sắc, biết cảnh thinh, biết cảnh khí, biết cảnh vị, biết cảnh xúc, biết cảnh pháp, vân vân. Thì dựa vào đó mà tâm biết vào, dựa vào đó mà tâm dựa, nương vào cảnh, nương vào căn mà biết được cái cảnh gì, thì chúng ta biết được cái cảnh đó. Thì như vậy thì ở đây đó, khi mà Ngài Anan nói rằng đây là một pháp duy nhất, độc nhất, thì không phải là chỉ nói ở một khía cạnh nào mà nó bao gồm ở đây đó. Chứ ví dụ thấy rằng mình tu các cái pháp ba la mật á, để trở thành một bậc giác ngộ, từ cái việc bố thí trì giới, rồi xuất gia,
rồi trí tuệ, rồi tinh tấn, rồi tâm từ kham nhẫn, rồi chí nguyện, rồi vân vân. Thì khi mà nói những cái pháp đó đó, cũng có nghĩa là một cái vị hành giả cần phải trải qua những cái sự thực hành của trong đời sống của mình. Thì khi mà Ngạ Nang ngài nói như vậy đó, chúng ta biết rằng Ngạ Nang á là một cái vị đa văn, được biết là ngài, cái tuổi của ngài là ngang với cái tuổi của Đức Phật, mà ngài là một cái vị mà là một cái vị thị giả của Đức Phật suốt cả cuộc đời của Đức Phật. Mặc dù trước đó có những vị thị giả, nhưng mà những vị đó, đó là không có đáng kể. Trong khi Ngạ Nang á thì là một cái vị thị giả mà rất thương kính Đức Phật, thương kính Đức Phật. Mặc dù xuất thân từ là một cái người, một cái vị ở trong hoàng tộc, tuổi đời thì ngang bằng với Đức Phật, nhưng mà rồi là trở thành một cái vị thị giả và rất là thương kính và biết được những cái điều mà sự hộ độ hay là cái sự làm một cái thị giả cho Đức Phật là như vậy. Mà được biết Ngạ Nang là một cái vị mà có nhiều cái trí tuệ, đặc biệt là chúng ta thấy rằng kinh điển trong Tam Tạng, mặc dù là sau này được qua các cái thời kỳ kiết tập và hình thành thành Tam Tạng kinh điển, thì chúng ta biết là phần lớn trong Tam Tạng kinh điển trừ Lục Tạng ra thì ngài Ubali, thì còn lại đó là luận tạng và kinh tạng thì là do ngài A Nan trùng tuyên, do ngài A Nan trùng tuyên. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng Ngạ Nang là một cái vị đa văn, một cái vị trí tuệ đa văn. Và như vậy thì khi mà Ngạ A Nan trả lời và ngài mới nói rằng đối với cái sự tu tập của một cái vị hành giả đó, thì trước tiên đó là khi mà ngài nói đến cái 11 cái pháp này đó, thì trước tiên đó chúng ta thấy rằng ngài nói rằng một cái vị hành giả mà cốt tâm tu tập á, với cái sự nhiệt tâm tinh cần của mình, vị hành giả hành trì pháp đó đó, vị đó chứng sơ thiền. Thì khi mà mình nói đây đó để cho chị thấy rằng là thật sự ra là nói đến sơ thiền là một cái trạng thái ở nội tâm. Khi mà một vị hành giả chứng sơ thiền là ở một cái nội tâm hết sức là một cái sự có cái sự định. Bởi vì trước khi đó là để mà mình chuẩn bị cho một cái đời sống tu thiền để mà chứng sơ thiền đó, là mặc dù là nói là sơ thiền sắc giới là một cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh á, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Bởi vì cái tâm á, là theo cái phinh hướng bị chi phối bởi ngũ dục sắc thinh hương vị xúc, và do năm cái pháp triền cái đó nó chi phối. Năm cái pháp triền cái đó đó là gì? Năm cái pháp triền cái đó là tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hôn thủy cái, hoài nghi cái, trạo cử cái, vân vân. Thì những cái pháp đó, đó là những cái pháp mà là che ngăn trở ngại, làm cho cái nội tâm không có định đạt, không có minh định và không có sáng suốt và không có định trụ. Và do vậy đó thì đó là cái sự chướng ngại, là trở ngại, gọi là pháp triền cái. Như vậy thì một vị hành giả để mà chứng thiền đó, thì vị đó phải nói là có cái sự nhiệt tâm tinh cần rất là nhiều, có sự nỗ lực rất là nhiều. Cái việc trước tiên đó là phải chuẩn bị những cái ngoại cảnh ràng buộc, ngoại cảnh ràng buộc, tức là cái tâm của mình đó là cái tâm của một cái vị hành giả đó không có bị vướng mắc ở trong những cái phiền tối ở ngoại cảnh ở bên ngoài, như là danh vọng lợi lộc, rồi những bạn bè ràng buộc, hay là vợ chồng con cái, hay là tất cả các cái sự ràng buộc ngoại cảnh ở bên ngoài, phải
giảm đi những cái điều đó và bớt đi, không có bị dính mắc những điều đó, thì vị đó mới bắt đầu là hướng cái nội tâm của mình đi vào ở trong cái sự thực hành thiền tập của mình. Và đến một mức độ nào đó thì cái tâm của một cái vị hành giả có gọi là có cái sự định tĩnh, có cái sự định tĩnh. Và khi mà tâm định tĩnh như vậy đó thì quý vị thấy rằng là trong cái phinh hướng của một cái người bình thường á, thì thường bị chi phối ở các cái dục sắc thinh khương, sắc thinh khí vị xúc vậy đó. Rồi vị này phải cái trạng thái lúc đó cái nội tâm mới thật sự là có cái sự an tịnh. Và khi mà có được cái sự an tịnh như vậy đó thì cái trạng thái ly dục, ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Thì quý vị thấy rằng nó là để mà trong một cái phinh hướng ở nội tâm á, là ở nội tâm á, thì luôn luôn bị bởi các cái trần cảnh, bởi ngũ dục. Nhưng mà tâm được an tịnh á, thì lúc đó mới ly được dục, một trạng thái có hỷ lạc do ly dục sinh, ly được những cái sự dính mắc của sắc thinh nư vị xúc như vậy, thì vị đó chứng được một trạng thái sơ thì, trạng thái sơ thì là trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, ly dục sinh. Thì chúng ta biết rằng là một cái vị mà chứng sơ thiền thì có đủ năm chi thiền, tầm tứ hỷ lạc định, tầm tứ hỷ lạc định. Và khi mà tầm á, thì chúng ta thấy rằng trong cái pháp đối trị á, tầm là nó có đối trị được cái triền cái là hôn trầm, tứ á, thì nó đối trị được một cái triền cái hỷ á, là nó có đối trị được một pháp triền cái đó là sân độc, lạc á, là nó có pháp đối trị là trào cử, và định á, thì nó có pháp đối trị là tham dục. Cho nên là mỗi một chi tầm, một chi thiền như vậy đó sanh khởi lên một vị chứng sơ thiền là trạng thái hỷ là do ly dục sinh, có ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Từ đây đó thì cái tâm mới là không còn tham, tạm thời là không có tham đắm ở trong các cái dục sắc tinh ương vị xúc nữa. Vì vậy cho nên là có đủ các cái chi thiền để nó áp chế. Rồi vị ấy mới là suy tư, ở đây gọi là sự suy tư tác thành mỗi pháp đó đó. Quý vị thấy rằng là các cái pháp đó đó dù gì đi nữa thì cũng là hữu vi, hữu vi, hữu vi. Là như quý vị thấy rằng là dù là chứng sơ thiền tầm tứ hỷ lạc định sanh khởi lên thì có tâm hướng đến cảnh chứng được thiền, nhưng mà tâm biết được cảnh đó thì cũng là pháp hữu vi. Chúng ta thấy như vậy thì cái gì cũng vậy. Nếu chúng ta học ở trong Di Diệu Pháp á, thì chúng ta mới thấy là tâm, sở hữu tâm hay là sắc pháp cũng là hữu vi á, hữu vi. Ngay cả những cái gọi là cái gọi là đề mục mà tu đó, dù là thì đề mục sắc hay là đề mục vô sắc, vi tế hơn là cái đề mục sắc đi nữa, thì cái đó cũng là pháp hữu vi. Bởi vì sắc đó là cũng là sắc pháp, sắc đó cũng là sắc pháp. Và tâm hay là tâm sở, tức là biết được cái cảnh đó để chứng đạt này, thì những cái đó đều là do pháp hữu vi. Hữu vi là có cái điều kiện để trợ tạo thành. Vì vậy cho nên là nó chịu cái sự biến hoại của vô thường, của vô thường. Vị ấy đó là thấy được cái tính chất của vô thường, tính chất của vô thường. Rồi lần lượt cái vị hành giả tu tập đến trạng thái, chúng ta thấy là vượt lên trên, ở trên sơ thiền, thì vị ấy chứng được nhị thiền. Thì ở đây trạng thái của nội tâm á,
Thì ở đây đó là chỉ có các cái chi là hỷ lạc và định, hỷ lạc và định thôi. Như vậy là cái trạng thái của tâm của một vị hành giả này đó, lúc bấy giờ đó, thì phải nói rằng nó được tinh tế hơn. Chúng tôi muốn nói ở đây đó là nó tinh tế hơn, từ ở cái việc mà tinh tế hơn đó cho nên là vị ấy có được một cái trạng thái hỷ lạc là do định sinh. Lúc này đó là cái tâm của một vị hành giả lại định mạnh hơn một tí nữa. Ở đây đó quý vị thấy rằng là khi một một vị hành giả chứng thiền, ngày xưa đó chúng ta thấy rằng một khi một vị tỳ kheo thọ trì một cái đề mục nào từ nơi Đức Thế Tôn, thì các vị tỳ kheo đó ẩn đi vào ở trong một cái nơi thanh vắng, như là trong kinh mô tả là đi vào đến một cái nơi thanh vắng, một ngôi nhà trống hay là nơi một cội cây, mặt quay lưng thẳng để rồi hướng tâm đặt niệm, thì cái đó đó là nói đến một cái đời sống thiền tập. Khi một vị hành giả đạt được cái trạng thái, tức là chứng được nhị thiền là trạng thái hỷ lạc do định sinh á, thì ở mức này đó là cái tâm nội tâm định. Thì như quý vị thấy là một cái vị mà chứng nhị thiền á, thì tầm tứ được diệt bỏ, tầm tứ được diệt bỏ, tầm tứ được diệt bỏ, mà chi tầm sanh khởi lên á, thì loại trừ được những cái pháp triền cái đó là hôn trầm. Chi tứ khởi lên á, thì loại trừ được một pháp triền cái đó là hoài nghi. Bây giờ thì chỉ còn hỷ lạc và định, những cái chi đó còn lại, và vị này có trạng thái hỷ lạc là do cái định sinh. Bây giờ chúng ta nói đến cái việc mà một vị hành giả tiến tu trên một mức độ nữa là chứng được tam thiền. Như quý vị thấy nó là những vị đệ tử của Đức Phật ấy, thì có những vị quán chiếu rồi chứng quả vị A-la-hán, những vị thì vừa tu thiền chỉ rồi chứng các cái chi thiền, rồi vị đó quán chiếu và chứng quả vị A-la-hán. Rồi ở đây đó là có những vị thì chứng được tam minh, có những vị thì chỉ chứng quả vị A-la-hán, có những vị thì lục thông, rồi có những vị là có tứ tuệ phân tích. Điều đó là tùy thuộc vào cái khả năng cũng như là cái nhân duyên của mỗi vị, tức là cái sự huân tập của mỗi vị đó ở trong cái đời sống luân hồi có được những điều đó. Thì khi mà chứng tam thiền đây đó là một cái tầng thiền mà bây giờ nó chỉ còn có hai cái chi lạc và chi định. Quý vị biết là nói đến cái chi lạc á, là nó tinh tế hơn là cái chi hỷ, bởi vì cái chi hỷ á, là cái sự no vui ở trong thiền. Nhưng mà cái chi lạc á, thì ở đây đó là cái nội tâm nó tinh tế định tĩnh hơn. Cái lạc ở đây muốn nói lạc của thiền. Và bây giờ đó là vị hành giả chứng được một cái trạng thái tam thiền, là chỉ còn có xả lạc, xả niệm trú lạc mà thôi, lạc trú mà thôi. Ở đây có thể nói rằng đó là cái trạng thái ở nội tâm của một cái vị hành giả, khi mà chúng tôi ví dụ giống như thế này, cái tâm của mình đó nó càng tinh tế chừng nào thì nó lại là càng đỡ bị vướng mắc chừng đó. Giống như là một trong những cái gì mà chúng ta nhớ rằng cái gì mà nó thô thiển, nó có nhiều cái sự liên hệ đó, thì nó dễ dàng bị hư cũ, hay nó dễ dàng bị hao mòn, nó dễ dàng bị hoại diệt. Nhưng mà cái gì mà nó lại bớt cái sự ràng buộc, nó càng tinh tế chừng nào thì nó lại càng vững chừng nấy, càng bền lâu chừng nấy. Giống như là mình nói rằng, chúng tôi nhớ rằng ngày xưa có những cái ví dụ đó là giống như là ngày xưa đó là mình hát cái đĩa hát, hát vậy đó, hát thì thập niên 50, 60 cái đĩa hát, có cái cò, rồi bắt đầu là cái đĩa nó quay cái cò rồi nó phát ra cái tiếng.
Sau một cái thời gian á, thì bắt đầu là người ta lại chế còn cái băng cassette, người ta bỏ cái đĩa hát đó đi. Rồi một thời gian nữa đó là người ta lần lượt đi đến cái đĩa CD và cái đĩa DVD. À, lúc bấy giờ nó chỉ còn cái con mắt thần á, rồi nó rọi lên rồi nó phát ra cái tiếng. À, rồi á, là chúng ta thấy đến cái băng cassette rồi đến cái đĩa. À, băng cassette rồi đến cái đĩa. Cái đĩa rồi bây giờ nó chỉ còn có cái tự kỹ thuật số nó nằm ở trong cái USB, ví dụ vậy. Thì chúng ta thấy rằng mặc dù là nó gọn hơn, rõ ràng là chúng ta thấy nó gọn hơn, nó tinh tế hơn, nhưng mà dung lượng nó chứa nhiều hơn. Giống như mình nói là khoảng chừng thập khoảng 10 năm trước á, cái USB người ta chế cũng không có được nhiều, chứa dung lượng không được nhiều. Bây giờ cái USB nó có thể chứa hàng bao nhiêu dung lượng ở trong đó, rất là nhiều. À, thì nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng nó càng càng tinh tế chừng nào thì nó lại càng ít hư chừng nấy, và nó có một cái năng lượng rất là nhiều. Ý chúng tôi muốn nói cái sự dung chứa đó rất là nhiều. Thì cũng như vậy, cái thiền tu tập á, là khi mà một cái trạng thái ở nội tâm của một vị hành giả khi mà đạt đến một mức độ an tịnh, đến một mức độ nào đó an tịnh đó, thì cái an tịnh đó, đó nó không bị chi phối bởi những cái gì. Ban đầu á, thì nó còn bị những cái sự chi phối nhỏ nhỏ, lớn lớn. Rồi đến một lúc nào đó nó không còn bị sự chi phối gì nữa. Thì mình biết rằng cái thiền, cái mức độ thiền chứng của vị hành giả đó, nó có mức độ chứng cao hơn và tinh tế hơn là như vậy. Rồi vị đó mới là thấy được là các nhiệt tâm tinh cần như vậy đó. Thì vị đó suy tư mới thấy rằng là tất cả những điều đó cũng là pháp hữu vi. Pháp hữu vi ở đây là có cái điều kiện, khi mà mình còn chấp cái này, còn chấp cái kia, nhân ngã bỉ thử ở trong đó, thì cái tôi, cái ta ha, là cái ái, cái liếng chấp, cái dính mắc đó, thì nó còn ở trong đó. Và khi mà còn á, thì chúng ta hiểu rằng đó là pháp hữu vi. Và khi mà các cái pháp hữu vi như vậy đó, hiểu rằng là khi mà một vị hành giả tu tập tiến lên trên một bậc trên nữa, thì thấy những cái điều đó lại rồi là do pháp hữu vi, vì đó có thể chứng được cái, có thể là thành tựu được, đoạn trừ được các cái hạ phần kiết sử, hạ phần kiết sử. Thì khi mà vị đó chứng được cái trạng thái tứ thiền, là trạng thái nó chỉ còn xả và định, chỉ còn xả và định, và bây giờ đó thì vị đấy chỉ còn xả niệm thanh tịnh. Ở đây có thể nói rằng là một mức độ thanh tịnh tinh tế hơn, mặc dù là còn dựa trên một cái đề mục của thiền sắc, mặc dù còn dựa trên đề mục sắc. Chúng ta thấy đề mục của sắc đó, đề mục đó nó có thể là đề mục hoàn tịnh, những đề mục hoàn tịnh, hay là những đề mục bất bất tịnh, hay là những cái đề mục của bốn vô lượng tâm, vân vân. Thì những cái đề mục nào mà nó còn có dựa trên cái sắc thì đó gọi là thiền sắc. Và khi mà một vị hành giả còn tu tập dựa trên thiền sắc thì ở đây đó là mức độ, mặc dù là nói là, nhưng mà rõ ràng là khi mà một nội tâm còn tinh tế, nhưng mà đó cũng là một cái pháp hữu vi. Giống như chúng ta nói rằng cái hạt đá, cái cục đá nó cũng là cục đá, nhưng mà nhỏ hơn cục đá thì người ta gọi đó là cục cục đá nhỏ, rồi nhỏ hơn cục đá nhỏ nữa thì người ta gọi là cục sỏi hay là hạt cát, vân vân, lần lượt như vậy. Nhưng mà còn dù sao đi nữa, nó là hạt cát thì cũng gọi là hạt cát. Thì ở đây nó cũng là một cái gì, cũng là cái sự có mặt của pháp hữu vi. Khi một vị hành giả suy tư tác hành như vậy, thấy cái đó là pháp hữu vi. Bây giờ đó là nói đến một trong bốn cái phạm trú của một cái vị tu tu về bốn cái đức của một cái vị phạm thiên, hay là dựa trên bốn cái đức đó, cái sự tu tập đó, tức là từ tu tập về tâm từ, tu tập về tâm bi, tu tập về tâm hỷ, tu tập về tâm xả. Thì bước trước tiên đó là chúng ta nói đến cái việc mà tu tập về tâm từ.
Tâm từ, tâm từ đó là một trong những cái nội tâm mà đều lấy chúng sinh làm một cái sự tu tập, cái đề mục tu tập. Bởi vì còn lấy chúng sinh làm một cái sự cái chúng hữu tình. Khi mà một người tu tập tâm từ đó là dù hướng trên, hướng dưới, hướng trong, hướng ngoài, hay là đông tây nam bắc gì đó, nguyện cho, mong cho muôn loài chúng sanh đó luôn luôn có cái sự an vui, mong cho muôn loài chúng sanh đó là không có cái sự khổ đau, và luôn luôn mát mẻ với những cái loài chúng sinh, những cái hữu tình như vậy. Mình tập như vậy nó cũng khó, nhưng mà rõ ràng là nói rằng một xác chết á, thì chúng ta cũng không cần phải rải tâm từ đối với chúng sinh đó. Đối với tu tập tâm từ là tu tập với những chúng hữu tình, tức là có sự sống, dù là xa hay là gần, chúng luôn luôn có một cái tâm nghĩ đến cái sự mát mẻ đối với những chúng sinh đó. Và đến một mức độ nào đó, thí dụ như chúng ta thấy rằng một người mà tu tập tâm từ đó, mặc dù là nói cha, nói mẹ, có bốn cái đức là từ bi hỷ xả của đối với con, thật sự là cha mẹ có bốn đức đó, thì vì vậy cho nên là dí với ngang bằng với phạm thiên là một trong những cái dí ở trong kinh, ví dụ ở trong kinh. Nhưng mà có thể rằng so sánh ở trong kinh, nhưng mà có thể nói rằng một người mà tu tập tâm từ á, nó không có cái sự giới hạn, không có giới hạn, không phải đó kẻ đó là cái người đó là thân hay là sơ, quen biết hay là thân bằng quyến thuộc gì đi nữa, nhưng mà mình làm sao khởi được cái tâm từ đối với mọi loài, mọi hữu tình như vậy đó, thì đó là cái tu tập về tâm từ, mong cho các cái loài hữu tình đó được mát mẻ, được an vui, khó lắm. Thật sự ra là mình nhiều khi chúng ta còn có cái phân biệt là cái này là thân sơ, cái này là quen biết, cái này là người thân người thương, cái này là máu mủ, cái này là không phải truyền huyết thống, vân vân, thì nhiều thứ lắm. Nhưng mà một người tu tập tâm từ thì nó không có cái giới hạn ở đó, mà luôn luôn mong cho các loài, muôn loài chúng sinh, loài hữu tình, mong cho loài hữu tình được cái sự mát mẻ, được cái sự an vui. Đó là thể hiện tu tập về tâm từ, thể hiện tu tập về tâm từ. Và đối với một cái người mà tu tập về tâm từ á, thì cũng có cái khả năng để chứng được các cái thiền chứng, chẳng hạn như là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhị thiền, tam thiền gì đó, thì vị hành giả đó có thể chứng được. Bây giờ nói đến cái việc mà tu tập về tâm bi cũng vậy, tức là không nỡ thấy những chúng sanh khác khổ. Thật sự ra thì một cái người mà do phân biệt thân sơ đó mà chúng ta khó tu tập về cái tâm bi, khởi về tâm bi là mong cho các cái loài hữu tình, các cái loài hữu tình dù là hướng trên hay hướng dưới, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hay là ở đâu đi nữa, thì mong cho các cái loài chúng sinh, những hữu tình đó không có bị khổ, đừng có bị khổ xa hay là gần, không có bị khổ. Giống như nghĩ lại chính bản thân của mình không có khổ, thì mong cho các cái loài chúng sinh khác không có khổ, không có khổ xa hay là gần. Thì khi mà mình suy niệm như vậy đó, mình tu tập như vậy đó, là để mà mình khởi cái tâm và giữ được một cái trạng thái ở nội tâm như vậy, đều đều và thường xuyên như vậy đó, thì đó là cái cách mà để tu tập về tâm từ, tu tập về tâm từ. Nhưng mà từ tâm ở trong cái Phật giáo, hay là bi tâm về ở trong Phật giáo đó, là một trong những cái mà dựa trên đề mục đó mà vị ấy vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc của triền cái, những cái sự ràng buộc của triền cái, rồi tâm của vị ấy vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc của phiền não, cho nên là gọi là từ tâm giải thoát, hay là bi tâm giải thoát, tức là vượt ra khỏi những sự ràng buộc của triền cái, vượt ra khỏi sự ràng buộc của phiền não, cho nên là vị đó vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc của phiền não ở triền cái, cho nên là được gọi là từ tâm giải thoát, hay là bi tâm giải thoát. Như vậy là từ tâm là mát mẻ đối với mọi loài sinh loài, rồi bi tâm là không nỡ thấy những mọi sinh loài, thấy những sinh loài phải khổ bằng cách này cách kia. Đó là cái cách mà để lấy cái đối tượng đó là chúng sinh, lấy cái đối tượng đó là
chúng sanh này hoặc là chúng sanh kia để chúng ta tu tập. Rồi tu tập về tâm hỷ, tức là ở đây đó là có một cái trạng thái, tức là một cái trạng thái vui vẻ, một cái trạng thái không có, chúng ta tránh đi. Giống như mình nè, một người mà thấy cái sự thành công của một cái người khác đó mà mình vui với họ thì cũng là một trong những cái sự hỷ tâm của mình. Khi mà mình tu tập tâm hỷ có nghĩa là dù là ai đi nữa, thân hay là sơ, xa hay là gần, nam hay là nữ, thân thuộc hay là không thân thuộc, thì hả cái người đó có được cái sự thành 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 công nào, thành tựu nào, thì chúng ta đều vui mừng đối với cái sự thành tựu của những chúng sinh đó. Thật sự là như vậy. Chúng ta là những bị những cái rào cản, những cái sự cản trở từ ở nơi pháp bất thiện, cho nên là thấy người khác thành công thì mình không muốn, không có vui. Đó là một trong những cái ganh tị, những cái sự tật đố. Nhưng mà một người tu tập về tâm lý đó là thấy người khác thành công, thấy người khác thành tựu ở trên phương diện nào đó gọi là tích cực, thì mình đều có cái sự hoan hỷ đối với những cái chúng sinh đó, là mình trau dồi được một cái tâm hỷ của một cái vị hành giả. Hành giả bây giờ nói đến một cái việc nữa là một cái vị hành giả tu tập về tâm xả, tức là ở đây đó là một cái trạng thái ở nội tâm. Thật sự ra thì từ hay là bi hay là hỷ hay là xả đó, thì đó là một cái mức độ, cái mức độ của ở nội tâm. Và khi mà đạt được cái trạng thái xả, tức là không có câu chấp, không có dính mắc nhiều ở trong những cái trạng thái. Khi nào đó còn một cái trạng thái dính mắc, còn một trạng thái câu chấp, thì ở đó nó còn những cái sự ràng buộc. Trong khi một cái vị hành giả tu tập về tâm xả, tức là mong cho những cái loài đó, những hữu tình đó, chúng ta không có bị cái sự dính mắc hay bị sự trói cột ở trong những cái sự hệ lụy ở trong thân và tâm này. Khi mà một vị hành giả đạt được một cái trạng thái xả tâm, tức là một cái trạng thái tu tập về ở cái tâm xả, khi mà chúng ta thấy rằng là từ bi hỷ, thì những cái đó nó là mức độ của một cái vị hành giả tu tập những chúng sinh, là một cái sự so sánh giữa cái kia. Rồi bấy giờ đó là tâm xả, đó là một cái trạng thái nội tâm không có dính mắc, không có câu chấp ở trong đó, là một cái trạng thái định tĩnh ở nội tâm cao. Như vậy thì một cái người tu tập về tâm bi, một cái người tu tập về tâm từ, một cái người tu tập về tâm hỷ, một cái người tu tập về tâm xả, là một trong những cái đức tính của một cái vị Phạm Tiên. Đặc biệt là một cái người tu tập cũng vậy, tức là mình dựa trên từ, tu tập về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, là để trao cái tâm của mình không có bị dính mắc, hay là không có bị trói buộc, hay là để rồi từ dựa trên đó mà vị hành giả vượt ra khỏi sự trói buộc của triền cái, của phiền não, mà vị đó đạt được cái sự giải thoát. Nhưng mà rồi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó, thì các cái đề mục mà mình tu tập để rồi mình chứng, thì mình thấy rõ ràng cái tâm mà mình khởi ra được, thì đó cũng là một trong những cái pháp hữu vi. Cái đối tượng mà chúng ta tu tập dựa trên một chúng sinh nào đó thì đó cũng là pháp hữu vi. Thấy như vậy cho nên là vị đó, khi mà thấy rằng đó là pháp hữu vi như vậy, cho nên là vị đó nhàm chán ly tham mới chứng được chứng được cái quả vị thánh nhân. Đặc biệt là đối với lại năm cái hạ phần tiết xử, tức là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân, thì năm cái hạ phần kiết sử đó được đoạn trừ, được xem như là trở thành bậc thánh tam quả. Bậc thánh tam quả. Bây giờ nói đến bốn cái thiền vô sắc, mà đặc biệt ở đây là nói đến ba cái thiền vô sắc trừ ra cái thiền phi phi tưởng xứ, như là được nói là bởi vì cái trạng thái phi phi tưởng xứ đó là trạng thái quá tinh tế,
Vì vậy cho nên là cái tuệ quán á, không có kể ở đây trong cái việc tu tập, mà trước tiên là nói đến cái không vô vi xứ. Chúng ta nghe ở trong chánh kinh á, thì được mô tả là vượt trên lên trên sắc, vị ấy triếu vô sắc. Có nghĩa là đối với một vị hành giả mà tu dựa trên thiền sắc á, thì cái đề mục của thiền sắc á, nó còn có dựa trên sắc, nhưng mà vượt lên trên sắc, đề mục của thiền sắc, vị ấy trú vô sắc. Có ở đây đó là dựa trên cái trạng thái tâm nó không có dính mắc ở trong sắc tưởng, tức là cái đề mục ở trong sắc á, sắc á, vượt lên trên những điều đó, cái tâm an trú trong tâm định tĩnh. Bấy giờ đó thì vị ấy mới tác ý rằng cái hư không á, là không có biên giới, hư không không có biên giới. Chúng ta biết rằng ở trong cái đề mục của thiền sát có đề mục của hư không. Hư không là những cái gì nó được bao la, nhưng mà ở đây là dựa trên cái ý tưởng của mình, tác ý, ý tưởng của một vị hành giả là quan niệm cho rằng cái tác niệm rằng, quan niệm rằng, ý tưởng á, là hư không không có biên giới, không biên giới, tức là không không vô biên xứ đấy, là không có biên giới. Vì đó tác niệm, nhưng mà hư không á, thì quý vị thấy rằng đó là một trong những cái chế định á, những cái gì đó là chế định mà trong cái quan niệm của mình cho rằng như vậy, cái vị hành giả cho rằng như vậy. Nhưng mà rồi đó thì cái đó đó nó cũng là một trong những cái nói đến điều này đó, thì quý vị thấy rằng nó quả thật là nó rất là tinh tế. Chúng ta chưa phải là chứng thiền, nhưng mà nói đến điều này đó là để cho thấy rằng Đức Phật á, cũng như là các vị thánh đệ tử của Đức Phật mô tả về ở cái tiến trình nội tâm tu tập đó, chứng đắc thành tựu đó, thì chỉ có Đức Phật này mô tả ra những điều đó. Và thật sự là ở thế giới này, ở trong cái thế giới này, trong thế giới mà chúng tôi gọi là 31 cõi đó, ở trong những cái chúng hữu tình đó, thì cõi mà có chúng sanh cư trú đó, thì có những chúng sanh ở cõi vô sắc, và có những chúng sanh mà do đắc được thiền vô sắc đó mà vị đấy ở cõi hư không, cõi không vô biên xứ, như vậy. Và bây giờ đó là quý vị thấy rằng là cái hư không á, dù là dựa trên cái khái niệm, nhưng mà cái khái niệm đó nó cũng là dựa trên cái tục đế mà vị hành giả biết, bởi vì nó theo chế định, theo cái quan điểm của chế định là như vậy. Bây giờ đó là nói đến cái hư không không cùng tận, thì bây giờ vượt lên trên những cái hư không không cùng tận đó đó, thì vị hành giả đó nó mới tu tập gọi là thức vô biên. Thức vô biên, thức ở đây là chỉ cho cái tâm, chỉ cho cái tâm. Mà quý vị thấy rằng là cái gì mà biết được cái hư không không cùng tận đó, tức là cái tâm của mình, cái tâm của mình. Nhưng mà tâm ở đây đó, thì chúng ta thấy rằng nó là dù sao nó cũng là một cái pháp chân đế, một pháp chân đế. Nó không phải là tục đế, không phải là khái niệm, mà tâm nó là chân đế, tâm là chân đế. Tâm sắc pháp hay là sở hữu tâm nó cũng là chân đế. Nhưng mà là chân đế gì? Chân đế hữu vi. Chân đế có hữu vi là pháp mà do nhân duyên tạo thành, tác thành, tạo thành như vậy. Cho nên là tâm nó, khi mà một người có một cái vượt lên trên không vô biên, thì vị đó chứng được thức vô biên. Tức là vị ấy với cái ý tưởng rằng là tâm thức này nó không có biên giới, nó không cùng tận, nó không có biên giới, nó không có ngàn mé, nó không có ngàn mé, thật sự là như vậy. Nhưng mà tâm này đó là chân đế, tâm này là chân đế. Bây giờ vượt lên trên á, một điều đó là vượt lên trên ở trong cái gọi là thức vô biên, thì vị ấy chứng một cái thiền thứ ba của vô sắc á, đó là vô sở hữu xứ. Thì bây giờ đó là một cái trạng thái ở nội tâm, vị ấy quan niệm như thế này là không có chi cả, không có chi cả, tức là không có một cái gì á, dù là tâm hay là sắc pháp hay là cái này cái kia, không có cái chi. Mình quan niệm như vậy, nhưng mà cái quan niệm đó nó cũng là trong có một cái chế định của một cái vị hành giả, và vị ấy chứng được cái thiền chứng thứ ba là vô sở hữu xứ là như vậy. Thì bây giờ khi nói đến một
cái tiến trình tu tập của một cái vị hành giả. Khi mà mình nói một pháp nào, khi Ngài A Nan Ngài nói là một pháp đó đó, thì dựa trên cái pháp đó, dựa trên nền tảng, giống như chúng ta nghe là mô tả rằng vị ấy chứng sơ thiền, thì dựa trên sơ thiền vị ấy chứng nhị thiền, dựa trên nhị thiền vị ấy chứng tam thiền, dựa trên tam thiền vị ấy chứng tứ thiền, và vị ấy tu tập về bốn vô lượng tâm, rồi vị ấy chứng ba thiền vô sắc, nữa là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu. Nhưng mà tất cả những điều đó, đó đều là những cái gì, do cái gì, do pháp hữu vi, do các, do pháp hữu vi tác thành hết, do hữu vi tác thành. Và vị ấy suy tư rằng là tất cả những cái đó đó, những pháp đó đó đều là vô thường. Từ đó vị ấy mới thấy được cái tính giả tạm của nó, thấy được vô thường, cho nên vị ấy mới ly tham, vị ấy mới diệt trừ những cái phiền não, vị ấy chứng được các cái quả vị của thánh nhân, từ là sơ quả, nhị quả, tam quả, vị ấy trở thành một cái bậc thánh nhân là như vậy. Như vậy thì nói đến một cái giống như chúng tôi nói rằng là Phật pháp á, thì nó bao la lắm. Phật pháp thì bao la lắm, cả pháp học, pháp hành cũng vậy, bao la lắm. Cho nên là mặc dù là Ngài A Nan trình bày chỉ có một pháp duy nhất đó, nhưng mà có thể là nó không phải là phiến diện, cũng phải phải là nó một mặt, nhưng mà nó có sự liên hệ với nhau, và dựa trên pháp đó mà vị ấy thành tựu, và dựa trên cái sự thành tựu, nền tảng của thành tựu đó mà vị hành giả nỗ lực nhiệt tâm, mà vị ấy hành trì cái pháp ấy để đưa đến cái sự chứng đạt quả vị thánh nhân, đặc biệt là vị tam quả, khi mà nói là một vị đoạn trừ được năm cái hạ phần kiết sử. Thì cái tiến trình tu tập của Phật giáo đó, thì chúng ta nói rằng cái việc tu tập nó rất là nhiều cái pháp để chúng ta hành trì, từ cái việc bố thí trì giới, rồi tu tiến là thiền đó, tu tiến là thiền đó, thiền tập phát triển, thiền tập của chúng ta, rồi cho đến cung kính phục vụ tùy hỷ phước hữu phước, thì những cái điều đó đều là do sự nỗ lực của một cái vị hành giả. Và tất cả những cái gì ở trên cuộc đời này đó, thì nếu một vị ấy quán về vô thường, thì cái gì nó có hiện hữu trên cuộc đời này là pháp phủ vi đó, thì là vô thường. Khi mà mình thấy được cái tính chất của vô thường đó, là cái sự không bền bỉ, không có vững vàng đó, thì lúc đó mới có thể là ly tham, mới đoạn diệt được tham, mới nhàm chán ly tham được, rồi mới có thể chứng đạt được quả vị thánh nhân, do cái sự nhiệt tâm tinh cần đó mà vị ấy đạt được. Thì chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu cái ý lời ở trong cái bài kinh hôm nay, mặc dù chúng tôi cố gắng chúng tôi trình bày nhưng cũng không sao mà đầy đủ được hết. Mong rằng là một tí nữa thì chúng ta sẽ được chư tôn đức thảo luận bàn sâu rộng thêm, để chúng ta hiểu được lợi lạc thêm. Chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống hết. Sa thu cái chân trường tọa pháp tình. Bạch trường tọa từ xưa, trường tọa có ở trước máy và trường tọa có nghe được không? Nếu trường tọa từ xưa đang ở trước máy và nghe được kính trình, trường tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi trường tọa từ xưa, trường tọa có ở trước máy và nghe được không? Thưa quý vị, dường như chúng ta thực sự không có mặt ở trước máy. Thường tọa pháp tân ấy, thường tọa khoan hỷ trả lời một chút được không? Không biết thường tọa pháp tân có nghe được không? Nếu thường tọa pháp tân nghe được, thường tọa khoan hỷ trả lời một chút.
Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa có mặt ở trước máy không? Ô, dạ thấy Thượng tọa Thượng Siêu đưa tay. Dạ vâng. Mà Thượng tọa Thượng Siêu hôm nay ở trong bài kinh này có một câu rất là quan trọng mà chúng ta cần phải định nghĩa rõ. Đó là trong cái bản dịch đó, dịch là sơ thiền hay nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bất cứ thiền gì ngoại trừ khi tiểu phi tưởng, đó là được quán chiếu là đây là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời vật ấy là vô thường, chịu sự đoan diệt. Thì tôi có khi giải thích câu này với ba cái câu hỏi nằm ở trong câu thảo luận, là thế nào là pháp do duyên sinh, tức là pháp avisankhata, avisankhata đi, và thế nào là pháp do tư niệm tác thành, và tại sao pháp do duyên mà sanh, do tư niệm tác thành, thời phải vô thường, chịu sự đoạn diệt. Xin Thượng tọa khoan nghĩ giải rõ ba câu đó, kính cùng Thượng tọa. Anh Nam Mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị. Cái chữ ở phía sau khách tăng đó là một quá khứ nguyên tử của Afrit Sankaroti. Ở đây chúng ta phải hiểu cái nghĩa là hai quá khứ nguyên tử chúng ta lấy cái nghĩa là được hay là bị cũng được. Thì ở đây chứ nếu mà nói rằng là cái pháp sơ thiền này là đầm bí bát tham bằng cha năng ở phía sang khát tăng ở phía sang chế tại y tăng, cái pháp sơ thiền này bị tác thành cái tiếng gọi là bị tác thành đó, chúng ta xài cho cái chữ Avisankhatang nó đúng hơn là cái chữ Avisanchetayitang. Mà Avisankhatang đó thì cái câu này nó cái mệnh đề đầu tiên thì nó dễ hiểu, tức là cái pháp mà do duyên tạo tác, do duyên tạo tác
Nếu mà nói do duyên tạo tác thì nó có nhiều trường hợp, do nhân duyên hay tu bất chánh giác sanh ra, do nhân duyên hay là sanh ra do cảnh duyên, pháp thiện trở pháp thiện bằng nhân duyên, pháp thiện trở pháp thiện bằng cảnh duyên, bằng cảnh trưởng duyên, bằng vô gián duyên, bằng liên tiếp duyên, bằng y chỉ duyên, bằng cận y duyên, vân vân. Có nhiều Đức Phật ngài thuyết cho đến 24 duyên tác thành pháp hữu vi. Do đó cái câu A chúng ta phải hiểu vậy. Thí dụ như sơ thiền, cái vị tỳ kheo, cái vị mà chứng đắc được sơ thiền, quán thấy sơ thiền là pháp hữu vi, tức là do duyên tạo tác. Thì sơ thiền này do duyên tạo tác cái gì? Tức là trước hết cái này chắc là nếu mà nói duyên tạo tác sơ thiền thì chúng ta không có thời gian để chúng ta trình bày hết. Cái tâm thiền chứng nó có được là do cái khả năng tu tập thiền chỉ bằng cái tâm đại thiện mới chứng đắc được sơ thiền, thì đó là do cái thời cận y duyên. Mà cái trường hợp tâm sơ thiền đó thì cái đề mục nào mà vị đó tu tập đề mục đó làm đề mục đó trợ cho cái tâm sơ thiền bằng cách là cảnh duyên. Rồi tâm sơ thiền mà sanh được là do cái tâm vô tra phu, tức là cái tâm chuyển tộc đó. Và tâm chuyển tộc là tâm thiện dục giới hợp trí, hay là tâm tốn dục giới hợp trí. Ước trợ bằng cách là vô giáo duyên hay nên ta rắp ra trí giá, cái đó chúng ta gọi vậy. Do hơn nữa cái tâm sơ thiền ở đó có vô tham vô sân si, thì vô tham vô sân si trợ cho tâm vợ pháp độc sanh trong tâm sơ thiền bằng cách là nhân duyên, bằng cách là hữu tương duyên, bằng cách tương duyên. Nó có nhiều duyên trợ tạo. Cái điều mà được gọi là do tư niệm tác thành đó. Thực ra khi mà chúng ta dịch là do tư niệm tác thành, bản thân của cái chữ sanh chê tana đó là tư niệm. Cái chữ sanh chê tính Tana là tư niệm, mà động từ ở phía sanh chê tác và tí, ở phía sanh chê tác và tí, tức là cái
sự suy tư, là suy tư là nghĩ ra cái đồng tình. Và khi mà quá khứ khứ ngôn từ là phê sanh chê tái di tăng, là được tư niệm, chúng ta nói được tư niệm chỉ thôi. Còn nếu mà chúng ta nói do tư niệm tác thành thì đó trường hợp khác nữa. Thí dụ như nói tả về thuộc quả là do tư niệm tác thành, chữ tác thành tức là afisang khata sanchetanaya, sanchetanaya afisang khatang, tức là được tác thành bởi tư niệm. Thì trong trường hợp đó chúng ta mới nói tư niệm tác thành. Nhưng mà bây giờ nói tóm lại đó, thì dầu dịch như thế nào nữa thì chúng ta phải hiểu chỗ cái câu như cái vế thứ nhất y đâm bí bát tham băng cha năng ở phía sang khắc tăng ở phía sang chê tay y tăng, thì sơ thiền hay nhị thiền tam thiền tứ thiền thứ nhất là nó bị duyên tạo tác, nó bị duyên tạo tác. Tức là bị 24 duyên như chúng tôi nói khi nãy đó tạo ra. Thứ hai đó là do tư. Thì cái này cũng dễ, là chúng ta phải hiểu rằng hệ vô minh là duyên cho hành, hành thì có phúc, có bất, có phi phúc hành, phúc hành bất động hành. Cái gì mà nó thuộc về tư thiện đó, tư bất thiện đó, thì tư bất thiện đó đó, kusala chetana, tư bất thiện đó được gọi là phi, gọi là phi phục hành, apunya phi sankhara. Còn tư thiện dục giới, tư thiện sắc giới, tư thiện sắc giới như là sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, tứ thiện, thì tư thiện dục giới, tư thiện sắc giới, tư đó được gọi là, được gọi là phúc hành, punya phi sankhara. Còn tư thiện vô sắc giới như là vô sở xứ, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, thì tư thiện đó gọi an, gọi là bất động hành, anen cha phi sankhara. Thì như vậy ở đây khi mà vị kheo quán vô thường thì thứ nhất là phải quán thấy cái pháp mà mình đắc chứng đó nó còn bị tạo tác bởi duyên. Mà cái gì mà do duyên tạo tác thời cái đó là vô thường, bởi vì nó còn phải bị gắn ghép với cái này với cái kia. Thí dụ như một cái cây mà dựng đứng lên, mà nó đứng được là do nhiều cái cây khác cái chổi chống, thì như vậy cái cây đó nó sẽ bị ngã. Nếu như những cái cây chổi cái chống chung quanh đó mà rút đi rồi thì đương nhiên là cái cây này nó bị ngã.
thì cũng vậy. Để cái gì mà vô duyên tạo tác á, thì khi mà cái năng duyên đó không còn nữa thì lúc bây giờ cái sở duyên bị tạo đó thì nó sẽ biến hoại. Chúng ta quán vô thường ở khía cạnh đó. Cái thứ hai nữa là phàm tất cả cái gì mà thuộc về động lực hiện thế thì cái đó nó đều nằm ở trong ba cái Avisan Khara, là hành, mà hãy nói đến hành thì phải nói đến Chetana, Sanchetana, Avisanchetana. Hãy nói đến hành là chúng ta phải nói đến tư, hoặc là tư cố, hay là tư niệm. Và hãy nói đến hành thì chúng ta phải hiểu đó là nếu loại trừ bất thiện ra là phi phúc hành đó, thì còn lại những cái pháp mà thuộc về thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thì cái này nó thuộc về cái tư thiện sắc giới và tư thiện vô sắc giới, thì cái này nó thuộc về phúc hành và bất động hành, nó thuộc về nghiệp luân, nghiệp luân hồi do vô minh duyên cho hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, rồi nghiệp luân hồi đến nó tạo ra quả luân hồi. Cái này nó cũng không có bền, vì nó thành tựu đó, sanh đó, rồi diệt đó. Chúng ta phải hiểu vậy. Cho nên mấy cái này cũng hơi kẹt lắm thưa quý vị, hơi khó lắm. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ bóc từ điển ra mà chúng ta dịch từ đó, thì như vậy là chúng ta không có hiểu được cái gì hết. Thật ra chúng ta phải lấy cái chi pháp từ bên này, từ bên kia, từ cái pháp duyên hệ, từ cái pháp duyên sinh mà chúng ta chứng minh, chúng ta nói. Nhưng mà nếu móc từ cái duyên hệ duyên sinh ra để vào nói chuyện thì sợ e rằng là những người sơ cơ chưa có học được cái đó thì chúng ta chưa có hiểu, chưa có nắm bắt được. Nhưng mà cái phần sự phải trả lời thì chúng tôi phải móc cái đó ra để mà chúng tôi trả lời cho cái câu tương đối nó hoàn thiện chút xíu, cho hoàn chỉnh chút. Nếu mà quý vị trong ba điều hành chúng ta có ghi âm, chúng ta có lưu lại trong cái trang nhật hành đó, thì để mai kia bốt nọ khi nào chúng ta học ví dụ pháp rồi đó, học tăng pháp rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mở ra chúng ta nghe để chúng ta hiểu cái này. Chính tính thượng tôi giúp đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sa thu cái chuyện thượng tôi sư. Có nhiều khi thượng tôi giải thích ngắn ngắn, thượng tôi có vẻ hơi không hăng hái lắm mà giảng dài sợ rồi nữa, đi quá sau một chi tiết. Không có chuyện tập từ xưa người ta có câu đó rằng nhất thiết pháp duy tâm tạo, là giống như cái cơ sở của pháp, của cái chủ nghĩa là duy tâm. Duy tâm cái tất cả vạn pháp là một cái sản phẩm, tất cả pháp đều là sản phẩm của tâm hết, tâm tạo tất cả, duy tâm. Thì ở đây chúng ta thấy có câu là pháp hữu vi là do tư niệm tác thành, thì cái đó nó có giống cái câu mà ta nói là tất cả pháp duy tâm đạo hay không, hay là chúng ta nên hiểu khác đi, và hai cái đó là hai chuyện khác nhau. Xin kính thưa thượng tọa Quan Thế trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
hai cái chuyện đó nó khác nhau. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, là vì sao vậy? Là bởi vì khi mà nói đến vị tỳ kheo chứng và trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân, rồi mới quán xét cái tâm sơ thiền, nhị thiền, tứ thiền đó. Một là sơ thiền này, đó là cái pháp hữu vi. Hai, cái sơ thiền này, nó là cái pháp tư niệm tác thành. Là bởi vì chữ Apisan Sanchetajitang đó, chi pháp của nó là Chetana Chetasika, mà cái tâm sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, hay là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã và tu chứng đó, cái đó nó thuộc về động lực. Và cái tâm động lực là phải lấy Chetana hành quấn để làm gốc. Cái hành quấn Chetana nó quan trọng lắm thưa quý vị, tức là tư hành quấn nó quan trọng lắm. Bởi vì cái sự tu tập từ đầu cho đến cuối, tu tập từ cái lúc mà Parikampasavana, tức là tu tập cái bước chuẩn bị, như là bắt đầu ngồi xếp bằng, kiết già hay bán già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, niệm cái hơi thở, hay là niệm để bất cứ điều một gì mình tạo ra đó, thì từ lúc đó là đã là do Chetana nó làm việc rồi. Cho đến khi mà chứng được tận định Upacara Samadhi cũng là do Chetana, rồi đến khi mà đắc được Appana Samadhi, là đắc được an chỉ định cũng là do Chetana. Cho nên đó, khi mà ở trong duyên sinh mà nói vô minh duyên hành, hành duyên thức, do vô minh duyên hành, thì cái hành ở đây đó, hễ thiền sắc giới thì gọi là Puja Visankara, là phúc hành, mà thiền vô sắc giới thì gọi là bất động hành. Thì những cái tâm thiền này, những cái thiền, những cái tâm thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới là chỉ cho tư hết á. Tư thiện dục giới, tư thiện sắc giới, tư thiện vô sắc giới đều là Chetana hết. Cho nên nếu mà chúng ta nói là pháp hô vi được gọi là tư niệm tác thành đó, thì như chúng ta sắp nhập lại thì chúng ta mới hơi gờ gỡ, nó có đồng nghĩa với câu nhất thiết pháp duy tâm tạo chăng. Ở đằng này thì hai cái từ này chỉ là những cái hai từ Avisang Khách Tăng và Avisang Chê Tách Di Tăng, là hai từ đó được mô tả cho cái tâm sơ thiền, tâm nhị thiền, tâm tam thiền thôi. Chỉ là hai từ để mô tả, chứ không phải cái này nó làm phương tiện cho cái kia. Bởi vì nếu chúng ta nói sơ thì thiền ý đâm bí và tham cha năng, sơ thiền này ở với sanh khách tăng là pháp hữu vi do tư niệm tác thành, thì trong trường hợp đó đó thì chúng ta mới bị kẹt cái chỗ là người ta nhầm tưởng là nhất thiết duy tâm tạo, nhất thiết pháp duy tâm tạo. Nhưng ở đây thì không, thưa quý vị, không có nhất thiết pháp được.
không phải là tất cả pháp hữu vi đều là do tâm tạo hết. Vì sao vậy? Bởi vì trong tất cả pháp hữu vi, nhất thiết pháp, tức là nhất thiết pháp duy tâm tạo, nhất thiết là sappe sankhara. Mà sappe sankhara đó thì nó đã được gọi là hữu vi thì nó không phải là do tâm, không phải do tâm tạo đâu, mà nó có nhiều nhân duyên, nhiều nhân nhiều duyên khác tạo ra. Thí dụ như sắc pháp cũng là pháp hữu vi. Sắc pháp này có những sắc do nghiệp tạo gọi là kamaccha arupa, có những pháp, có những sắc pháp do tâm tạo gọi là cittaccha arupa, có những sắc pháp do quý tiết tạo uttaccha arupa, và có những sắc pháp do vật thực tạo aharaccha arupa. Thì như vậy rõ ràng là ở đây cái pháp hữu vi nó không phải do một cái điều kiện tạo ra là tư niệm tác thành. Nếu mà chỉ do một điều kiện cho tư niệm tác thành thì chúng ta mới nói rằng cái đó là nó đồng nghĩa với câu nhất thiết pháp duy tâm tạo. Còn ở đây thì cái pháp hữu vi đó, để Đức Phật nói có tới 24 duyên tạo lực, chứ phải là duy tâm tạo, 24 duyên tạo. Cho nên ở đây hoàn toàn trong bài kinh này, khi mà đề cập đến cái sự quán xét của một vị tỳ kheo, vị tỳ kheo quán xét các pháp chứng đắc, quán theo cái lý vô thường đó, thì cái chuyện đó là cái chuyện quán xét của vị đó là cái này là pháp hữu vi, cái này là do tư niệm, thì vị đó chỉ quán vậy thôi, chứ cái vấn đề pháp hữu vi và do tư niệm đó không phải là nhất thiết khi ta tạo được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa đã về Nam Mô Bổn Sư. Sao thú cái chân thượng tọa thượng sư, xin thượng tọa trả lời cho một câu nữa rồi sau đó thượng thánh nữa đi nghỉ. Quý Phật tử nên để ý như vậy là có nhiều điều chúng ta quen nói và nói một cách rất là phổ thông, nhưng mà thật ra đối chiếu Phật pháp chỉ khác nhau trong đường tơ kẻ tóc thôi, rất là quan trọng, phải lưu ý. Mà sư đạo từ siêu tâm quả đó là tạo ra do tâm thiện, và nói thẳng là do chetana mà tạo ra. Như vậy tâm thiện nó có bởi tạo ra bởi chetana hay không? Xin kính thỉnh sư đạo quan thị giải rõ về điểm này. Kính thưa quý vị, chúng tôi thì cũng muốn trình bày giải thích cho nó đơn giản chút xíu, nhưng mà cái này quý vị làm chứng cho là do thượng tọa Giác Đẳng ép chúng tôi phải dùng duyên hệ để mà trả lời và chứng minh nữa nha, chứ chúng tôi không cố tình nói khó cho quý vị đâu, do thượng tọa Giác Đẳng hỏi. Kính thưa quý vị, cái tâm quả được tạo nên bởi chetana thì cái trường hợp này chetana hăng thuyết cơ quê cơ măng và đa mí này chưa thì kheo, ta nói chetana tức là cơ mắt, tức là nghiệp, và tâm quả mà được tạo bởi chetana đó thì cái này chetana này được gọi là sahacha tat kammapaccaya, tức là câu sanh là dị thời nanakkhadika kammapaccaya, tức là dị thời nghiệp duyên, tức là chetana chính là nghiệp ở trong chetana, trong tâm thiện, tâm bất thiện đó thì chính là nghiệp. Rồi nghiệp dị thời
nó sẽ cho ra quả dị thục, như vậy gọi là dị thừa nghiệp duyên. Nhưng mà trên tinh nó còn một cái vai trò thứ hai nữa, gọi là Sahachatakamapachaya, là câu sinh nghiệp duyên. Thì trong cái tâm thiện đó thì vẫn có Chetana, mà Chetana ở trong cái tâm thiện nó có cái nhiệm vụ là nó đề đốc các pháp đồng sanh biết cảnh, hoạt động đối với cảnh, cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh thiết, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Thì Chetana đó nó vẫn trợ cho thức quẩn thiện bằng cách là câu sanh nghiệp duyên. Tương ương duyên, hữu tương duyên như thường. Vì Chetana nó thuộc hành quẩn và tâm thiện nó thuộc thức quẩn. Do đó cho nên hành quẩn Chetana nó trợ cho thức quẩn thiện bằng cách là câu sanh nghiệp duyên, thì nó tạo là tạo như vậy đó. Nghĩa là tâm thiện bị tạo bởi Chetana là như vậy đó. Nó tạo bằng cách là tâm thiện Chetana duyên cho tâm thiện bằng cách gọi là câu sanh nghiệp duyên. Còn Chetana trợ cho Chetana của thiện hay bất thiện trợ cho tâm quả sanh khởi bằng dị thờ nghiệp duyên. Chúng ta phải hiểu hai vấn đề đó là như vậy. Chắc cái này ai nói người đó nghe quá, ai giảng người đã hiểu, bởi qua cái lĩnh vực này nó rắc rối quá. Nhưng mà không có đem cái duyên hệ ra mà để trình bày nữa, quý vị không biết phải nói như thế nào để cho quý vị hiểu. Thôi thì đành phải chịu rồi. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Thai nha. Sa thú kính trình Thượng Tọa Tư Sư. Thánh Thượng Tọa đi nghỉ. Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có ở trước máy, Thượng Tọa có và nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 4. Dạ. Thượng Tọa Pháp Đăng, ở trong bài kinh này chúng ta thấy Tôn giả Ananda nhắc lại lời Đức Phật dạy rằng khi mà chúng ta tu tập, mình tu sơ thiền, thì mình quán chiếu vào sơ thiền là pháp này là pháp hữu vi, do tư niệm đắc thành thì ắt có hoại diệt, rồi chứng nhị thiền tam thiền cũng quán chiếu như vậy. Thì hầu như là phải chăng là đa số cái sự quán chiếu chúng ta là nhìn vào thực tại hiện tại đây hơn là chúng ta hướng về một phương trời xa xăm, có đúng như vậy không? Bởi vì bây giờ các tôn giáo và tín đồ các tôn giáo nói về cực lạc, nói về thiên đàng, nói về cảnh giới xa xôi, nhưng mà có phải chăng là trong cái cách tu tập và thường là nhìn vào cái gì đang xảy ra, có đúng như vậy không? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Pháp Đăng. Hello. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính đảnh lễ cùng con Từ Siêu, Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tăng, Tọa Minh Hạnh, Đức Tế Tri, Sư Nguyên Thông của Bích Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý bài cô thân, chào Phật tử. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật là một cái bậc tự mình chứng ngộ, và cái sự chứng ngộ đó được thuyết giảng, và cái người tu tập cũng được chứng ngộ ngay hiện tại. Như thường thường những tôn giáo ngoài Đức Phật á, vì họ không chứng ngộ nên họ có thể nói về một cái phương trời nào đó
vào cái cảnh giới nào đó. Như vậy thì thật sự thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật, Ngài muốn chúng ta chứng ngộ được Niết Bàn, nên thường dù chứng các cái tầng thiền, sanh về các cái cảnh giới, nhưng mà Đức Phật Ngài vẫn nói cái đó là các cái pháp hữu vi do cái tâm mình suy tư tác thành. Cái tâm mình suy tư tác thành những cái pháp tầm tứ đó, hỷ lạc xả định đó, những cái thiền chi đó. Thì như vậy thì Đức Phật thì Ngài dạy ngay trong hiện tại này để chấm dứt cái khổ đau. Ngài vẫn biết là những cái cõi phạm thiên vẫn có, những cõi trời vẫn có, nhưng mà nó vẫn còn những cái sanh hữu. Nếu mà chưa có chứng đắc được cái tệ quán, hay là mình gọi là quán xét về cái sự sanh tử luân hồi, để từ bỏ những cái tham ái tà kiến đi tái sanh đó. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là đối với Đức Phật là cái bậc mà chấm dứt cái sự khổ đau. Nên khi mà Đức Phật Ngài thuyết giảng để chấm dứt cái sự khổ đau, nên Ngài dạy những cái đó, đó mình đã được rồi. Mình đã từng được và từng sanh về những cái cõi trời, những cõi phạm thiên. Nhưng mà rồi mình cũng luân hồi sanh tử trở lại. Nên đó, chúng ta thấy chư Phật đó, thì nói về khổ và cái sự diệt khổ là như vậy. Khổ của sự luân hồi, khổ của tâm mình biết cảnh, khổ của thành tựu những cái đó, và khổ của sự hoại diệt. Dù như cái thân và tâm của chúng ta, thì Đức Phật này cũng có sanh trụ dị diệt. Như vậy thì đối với Đức Phật thì Ngài có một cái sự chứng ngộ ngay trong hiện tại và chấm dứt những cái sự cấu thành, mình gọi là cấu thành danh sắc các cái cảnh giới. Thì Ngài muốn thuyết giảng để rũ bỏ những cái cấu thành sanh tử trong các cảnh giới. Nên Ngài dạy về cái sự quán chiếu ngay vào thực tại, chứ không có suy tư về cái viễn cảnh, những cái kết quả của luân hồi đó, sanh về cõi này cõi kia. Tuy rằng chúng ta vẫn thấy Đức Phật Ngài nói về thánh hữu học và thánh vô học. Thánh hữu học là những vị thánh tu được quần như ông Cấp Cô Độc, Bà Visakha. Thánh cao hơn chút thiếu thì chúng ta thấy ông như ông Thiện Nam Visakha, Thiện Nam Chích Tát. Thì những cái vị mà đắc đạo quả tu được quần, Tư Đà Hàm, rồi A Na Hàm, cũng được Đức Phật Ngài nói những vị thánh hữu học. Sau khi chết thì những vị đã vẫn sanh về những cõi trời phạm thiên, cõi phạm thiên thánh hay là cõi phạm thiên sơ đạo sơ quả, hay là các cõi trời như là ông Cốc Cô Độc sanh về làm vị thiên tử, hay là vua Bình Xa Dương sanh làm vị thiên tử Quá Xá Phá vậy đó, thì cũng sanh về cõi trời. Thì Đức Phật Ngài vẫn thuyết giảng như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, thì cái sự chứng ngộ ngay hiện tại để rũ bỏ những cái phiền não cấu sanh á, thì cái đó là cái mục đích mà Đức Phật Ngài muốn. Nhưng mà tùy vào cái trình độ của chúng sanh, tùy vào cái trình độ của chúng sanh để chứng đắc những cái thánh quả thấp hơn, chưa có khả năng để liễu ngộ. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật á, là một quý vị đạo sư. Ngài tuyên bố rằng cõi trời người là Ngài là vị đạo sư, để Ngài thuyết giảng cho những vị trời thấp hay cao đó, thì để chứng ngộ, để không có luân hồi nữa. Còn những cái tôn giáo khác á, thì họ hay giới thiệu về một cái cực lạc, hay một cái thiên đàng, hay là một cái địa ngục nào đó, nói về sau khi chết phải tái sanh. Thì cái điều đó thì đối với Phật giáo thì Đức Phật Ngài vẫn nói, nhưng mà Ngài nói sâu hơn, cao hơn. Ngài nói về cái sự mà đau khổ, Ngài chỉ bài về cái sự hiện hữu, và Ngài nói về cái sự hiện hữu đó, dù cảnh giới nó cũng là những cái sanh hữu, đều là những cái khổ đau. Được Đức Phật ví dụ như phẫn vậy đó, dù có nhiều hay ít thì nó vẫn hôi. Các sanh hữu dù cho lớn hay nhỏ nó đều là khổ, thì nó là có mục đích như vậy. Như vậy á, thì ở trong cái câu thảo luận số 4 thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ nếu cái gì cần nói thêm thì thỉnh đừng tỏ, con thấy cũng gần hết giờ rồi.
Sa thủ kinh truyền Chư Tọa Pháp Đăng. Thưa quý vị, chúng ta nên chú ý điểm này là đa phần ở trong cuộc sống, cái gì mà chúng ta có được kể cả trong sự tu tập thì thường đó là cái đối tượng để chấp thủ, để nắm níu, để dính mắc. Nhưng mà thật sự trong cái pháp mà Đức Phật dạy đó là tất cả đều cần được quán sát để buông xả. Buông xả. Nếu như thuộc thiền tông Trung Hoa có cái cụm từ gọi là vô sở trụ, vô sở trụ hay là vô sở chấp, tức là ta đừng có chấp thủ nó lại. Mình biết đó là nó có hiện hữu thì nó có hoại diệt. Khi mà chúng ta đi tu thiền thì các vị thiền sư cũng hay dắt là tất cả những cái hiện tượng, dù là thích hay không thích, dù thế này thế kia, đều là vô thường, đều rồi sẽ biến hoại. Kể cả những gì mà chúng ta đang đối diện với cuộc sống ngày hôm nay, nếu mà chúng ta thường quán như vậy đó, thì chúng ta sẽ không rơi vào trạng thái cực đoan, trạng thái nông nổi. Tại vì nói cho cùng là tất cả những cái tốt xấu, đúng sai, phải quấy, thắng bại, hơn thua đều là vô thường, đều là vô thường, sẽ biến hoại, không có cái gì mà trường cửu. Không nên chấp thủ vào những giá trị như vậy. Thì dĩ nhiên là đối với sự tu tập nó là một điểm rất là tế nhị. Bây giờ thì thưa vị, xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thiên chư vị giảng sư đã vào rung được trước giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thủ lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ốp, sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thaya. Và con kính tri ân Đại Đức Tề Tri và Đạo Tràng cho con biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Thaya.